mở vào trong cái có bị cắn đúng không? Rồi mà cắn thì khỏi hả? Chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay có ông chú tới nhờ anh em mình tới giúp chú sửa lại cái bộ cửa bốn cánh cho nhà chú. Thì cái bộ cửa bốn cánh của nhà chú là nó bị mục chân rất nghiêm trọng. Các bạn đang thấy là cái bộ cửa này nó cái chân nó toàn bộ chân nó bị mục rỗng hết rồi, nó rũ xuống rồi. Cửa nhà chú nó mục ghê quá ha, nó mục hết rồi, nát hết rồi. Và đã có những cây mọc trên những thanh sắt. Các bạn thấy là cái bộ cửa này mà có cây mọc trên sắt thì nó sống được trên những thanh sắt. Thì cái bộ cửa này quả thật không phải dạng vừa đâu. Thì để sửa được cái bộ cửa sắt bốn cánh này cho nhà chú thì anh em mình sẽ tiến hành cắt cái phần chân phía dưới này đi. Cái phần nó đã bị mục rồi. Nói chung đối với những dạng là cửa sắt bốn cánh ở ngoài trời thì thường thường nó cái hay bị mục chân, hay bị hư ở dưới chân này là rất nhiều và nó thường bị hư trước. Còn phía trên thì nó không bị đọng nước mưa nên mà nó cũng ít bị hư hao. Thì nói chung là nó hư chỗ nào thì anh em mình sửa chỗ đó thôi. Giúp chú để khôi phục lại cái bộ cửa này để cho ngon lành thành đào cho nhà chú. Đấy, mình cắt cái phần phía dưới này ra thì một cửa bộ cửa bốn cánh thế này thì sẽ có ba cánh cửa là nó có chốt. Thì mình sẽ giữ cái phần chốt này lại bởi vì nó chưa bị hư. Mình chỉ cắt cái phần hộp bao quanh cái chốt này đi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng máy hàn tích hay còn gọi là máy hàn inox để mình sửa cái bộ cửa này. Thì ở đây sau khi mình cắt ra thì mình phát hiện cái phần dưới này của bộ cửa là nó có một cây hộp và chiều ngang của nó là 4 phần. Thì họ đã đôn vào phía trong này và để họ ốp hai cái miếng tôn mỏng hai bên này. Thì mình sẽ dùng kìm mình kẹp lại. Mình kẹp lại để mình buông hàn cho nó dính lại đã. Dính lại cái hai miếng tôn này vào cái cây hộp đôn phía trong này đã. Để nó cố định lại, một hồi nữa mình lắp thêm cây phía dưới này thì nó sẽ hai miếng tôn này nó sẽ không bị phồng ra. Ở đây thì cái bộ cửa này á, các bạn để ý là hai cái cây cái chính của cái cánh cửa này này thì họ làm bằng cây hộp 48. Họ dài suốt từ trên xuống dưới luôn.
Và tóm lại là cái khung chính của cái cánh cửa này là họ làm bằng hộp 48. Đấy. Thì mình không thể, ngày trước ấy, họ làm thì họ làm khung họ cắt góc 45 độ. Để cho nó bị nó bít cái đầu đi. Thì mình bây giờ mình sửa, mình không thể cắt 45 độ như vậy được. Mình sẽ cắt ngang thẳng hết một đường. Đấy, cắt ngang thẳng một đường để mình lấy cái hộp 48 ra, đồng thời mình cắt đứt chân của hai cây đứng cánh. Nó bị mục luôn. Thì một hồi nữa mình sẽ đưa một cái hộp 48 ngang qua để đắp lại cái phần mục đó. Nói chung làm nghề cơ khí thì đôi khi gặp những cái bộ cửa sắt nó bị mục, bị hư thì sửa nó cũng rất là vất vả như vậy. Nhưng mà mình làm nghề thì mình sẽ cố gắng giúp mọi người làm nhận làm tất cả. Mình không có đề hà gì mấy cái việc to việc nhỏ. Nói chung là sửa chữa mình làm mới mình cũng làm. Làm mới mình cũng làm, tất nhiên là làm mới thì ai cũng thích làm mới hơn. Nhưng mà sửa chữa thì mình cũng không từ chối. Mình sẽ giúp mọi người sửa chữa lại những bộ cửa cho họ luôn. Đây thì cái hộp 48 mình dùng bằng cái hộp sắt kẽm để cho nó có cái độ bền cao. Thì mình sẽ mổ hai cái lỗ chốt ở hai đầu ở của cái đầu của cái hộp 48 và mình đưa vào, mình buông lại để mình hàn nối vào cái chân khi nãy mình cắt ra. Thì mình dùng cái hộp nó băng co ngang qua thì cái hai đầu của cái hộp nó sẽ bị hở. Nó hở thành hai cái lỗ. Thì bắt buộc mình phải dùng một cái tấm sắt để mình hàn kín nó lại. Và sau đó mình sẽ mài đi để cho nó tăng cái độ thẩm mỹ của cái cửa. Để nó trả lại cái hiện trường như cũ, như ngày xưa cho cửa nhà chú. Cái lợi thế của anh em mình là mình vừa hàn inox, mình vừa có thể làm inox mà vừa làm sắt, mình làm nhôm kính, có nghĩa là anh em mình là làm kết hợp được nhiều cái việc nó lại với nhau. Thì mình hàn inox như vậy thì mình sẽ kết hợp hàn sắt thế này thì nó cái lợi thế rất lớn, là bởi vì mình sử dụng cái máy hàn inox này để mình hàn cái sắt nó đã bị mỏng, bởi vì nó mục ấy, thì nó đã mỏng rồi. Thì mình hàn bằng máy hàn inox nó sẽ không bị lõ, không bị lúng lõ nhiều mà mình sửa nó sẽ nhanh hơn. Nắng có quay lại giờ hình không có thấy gì. Nếu mà các bạn thấy những cái miếng tôn này nó lúng lõ này, các bạn mà dùng cái máy hàn khuya á thì các bạn hàn thì hàn dít rồi cũng được thôi, nhưng mà các bạn sẽ phải xử lý cái mớ hàn nó rất là cực, bởi vì các bạn đưa cái khuya hàn vào một cái là nó cháy cái thuốc hàn, nó văng hàn đấy, nó văng nó tạo ra sỉ hàn rồi nó lúng luôn miếng tôn luôn đấy, thì coi như là nó sẽ chúng ta sửa nó sẽ lâu hơn. Ở đây thì mình dùng máy hàn inox nên các bạn thấy là mình đắp khuya mồi vô, mình đắp tới đâu là nó liền tới đó, nó đẹp luôn. Thì một hồi nữa mình sử dụng cái đá mài ấy, mình nhám, mình chỉ cần lướt qua một cái thôi là nó đẹp mà long lanh thành đào luôn.
Cái bộ khử bốn cánh này thì mình sẽ phải vật từng cánh cửa một ra. Đấy, mình sẽ bật từng cánh cửa một ra để mình sửa từng cánh một. Coi như nó lâu ngày cái do nó bị hư rồi đấy. Lắc ngu luôn. Cái mối hàn này nó hơi bị cái độ hở nó hơi cao nên mình phải đôn một cái dây mồi vào. Đấy, rồi mồi dọc theo cái mối hàn để cho nó khiên khít lại để mình phải hàn được. Mình đi lấy mũ màu đỏ nóng lắm á. Nóng tí về bệnh giờ đó. Đi cái mũ nổi nữa sao đâu nhằm về mát tới rồi này được tiêm vaccine rồi mà để rồi đi bảo qua Berlin nữa thì bữa nào có đăng ký mình tích cái tính nhau mùa phải 6 tháng sau chứ tích cái cất đi. Đấy, các bạn thấy là mình hàn cái mối hàn này á thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái những cái miếng tôn nó mỏng á. Nếu mình hàn mà que á thì mình chấm vào đến cái chỗ miếng tôn nó mỏng là nó sẽ bị cháy, bị lún. Nên mà mình xài bằng cái máy hàn inox này là các bạn thấy nó rất là tiện lợi. Thì đây là một cái điều rất tiện lợi để cho mình phải suy nghĩ. Nếu có thể là chúng ta sửa những cái bộ cửa sắt nó bị mỏng, bị mục thì ta nên sử dụng cái máy hàn chế độ inox để mình hàn thì nó sẽ ngon hơn. Đấy, sau khi hàn xong, đấy, mình thay hết cái dàn chân thì mình sẽ ngoắc từng cánh cửa vào. Thì cái bộ cửa này bây giờ nó đã đẹp long lanh cành đào rồi. Bạn thấy không? Nó lên là nói chung bây giờ mình chỉ cần xử lý lại cái phần sơn nữa là cái bộ cửa nhà chú này là nó sẽ rất là đẹp, nó lại như mới, không vấn đề gì. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn rất nhiều.